Thưa anh em, và một cảnh báo rất rất quan trọng rằng là hỏng bơm thủy lực trên máy cày máy kéo, anh em hết sức lưu ý trong cái mùa màng đang bận rộn thế này, mà để hỏng bơm thủy lực thì không thể nâng được nông cụ đâu. Và thưa anh em, hỏng bơm thủy lực thì chúng ta phát hiện như thế nào và nguyên nhân nó từ đâu? Nguyên nhân cơ bản của hỏng bơm thủy lực đó là hết nhớt, và hết nhớt không phải là trong cái hộp số nó không còn nhớt đâu, mà là khá nhiều, rất nhiều trường hợp là do tắc lược nhớt, lọc nhớt. Và tắc lọc thì chúng ta sẽ nghe thế nào, để biết được là bơm thủy lực, lọc thủy lực nó đang có vấn đề, và nhìn thế nào, nhìn vào đâu để biết được lọc thủy lực nó đang có hiện tượng tắc, thưa anh em. Và video này xin mời anh em xem một đoạn video ngắn của Mạnh, xem thật kỹ, và Mạnh quay một cái video mà ở đó cái lọc nó tắc, tiếng hú của nó, tiếng hú của bơm thủy lực nó kêu e, xong đó cái ống cao su, của cái phần hút nhất thủy lực của đường sau bơm thủy lực nó tóp lại. Xin mời anh em xem thật kỹ và lưu ý trên cái máy của anh em, nhớt thì còn nhưng mà lọc tắc thì cũng coi như là hết nhớt, và hết nhớt là một cái nguyên nhân cơ bản để hỏng bơm. Và thưa anh em, Mạnh đề nghị rằng chúng ta nên thay lọc thủy lực thường xuyên, một mùa ít nhất là một mùa chúng ta thay một lần để cho cái việc lọc nó trơn tru hơn. Bởi vì nếu như mà thủy lực mà nó có tốt đấy mà lọc mà nó bị tắc thì cũng vứt đi thôi. Chính vì vậy lọc nó không đáng giá là bao nhiêu đâu, và chúng ta thay nên thay lọc chính hãng nha anh em. Đó là khuyến cáo của Mạnh dành cho anh em, và xin mời anh em xem một đoạn video ngắn Mạnh quay lại trực tiếp được cái ống nó tốt như thế nào. Xin mời. Thì em nghĩ là không đúng rồi. Tắt máy coi. Này mua đi, mua lọc đi. Thế nó bị thế này lâu chưa? Hai anh. Nói chung là vì cuối vụ về rồi là bị rồi. Nó bị nhẹ thôi. Mở nè. Thôi thôi. Thế mà anh lại bảo là anh vừa thay lọc rồi hả? Thưa anh em, đây là minh chứng cho việc là thay nhớt thủy lực. Anh này vừa thay nhớt thủy lực xong nhưng mà lại không thay lọc thủy lực. Thưa anh em, cái lọc thủy lực ở dưới chân đây đang còn rất bẩn. Anh ấy chỉ có thay mỗi lọc diesel và lọc nhớt động cơ thôi, nhưng mà không thay lọc thủy lực. Và cái bơm của anh ấy hú rất là to. Đây là một lưu ý ngắn của Mạnh dành cho anh em, và hy vọng rằng không có anh em nào bị hỏng bơm thủy lực do một những cái lỗi nhỏ như thế này, do tắc lọc thôi. Và nếu anh em thấy video của Mạnh bổ ích thì vui lòng ủng hộ kênh kỹ thuật bằng máy bằng cách nhấn vào đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi Mạnh đăng video mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau.